Đây nha các bạn nha, đây là cà tím nướng mỡ hành. This is my grilled eggplant Asian way. Simple, easy and delicious. Hello, xin chào cả nhà. Cả nhà mình hôm nay khỏe không? Hôm nay mình làm món cà tím nướng mỡ hành, nhanh gọn lẹ mà rất là ngon. Hi everyone, today we gonna grill the eggplant. Fast, simple, delicious. Okay, let's go. Okay, các bạn, bắt đầu. Okay, các bạn, hôm nay mình dùng 2 trái cà tím ha. Còn bao nhiêu đó mình cắt nó ra cỡ như vậy ha, about like this size. Cái xong mình bỏ vào trong này. We put them in the plate, cover them and then put them about in microwave for a couple minutes. Mình mang đi bỏ vào trong micro sóng vi sóng. Mình cái mình bọc nó lại ha các bạn ha, bọc nó lại, we cover them. Như vậy mình mang nó đi bỏ vào trong vi sóng, put them in microwave. Cái này mình trồng từ ngay vừa nữa các bạn. That's for my garden. Okay, trong này thì mình cũng bỏ vào trong microwave luôn ha. We put them in microwave. Put a little bit of oil in here. And then if you want, you can put a little bit seasoning. Có thể bỏ một chút xíu bột nêm. Bây giờ mình bỏ mỡ hành này vô. We put now the on green onion in the microwave for a couple of minutes. After 5 minutes in microwave, mình bỏ vào trong vi sóng vài phút thì nó cũng đã hơi chín chín một chút xíu rồi ha các bạn á. Thì một lát mình chiên, mình nướng nó, mình không có cần dầu nhiều. Chứ không thôi là cái này mà mình không có làm kiểu vậy trước đó, là một lát là nó thấm dầu dữ lắm, nó hút dầu dữ lắm, ăn nó mỡ lắm. Ok, cái mỡ hành của mình nó cũng lắm. Wow, đây thơm lắm các bạn. See, very fast, simple, easy, fast, and smell very good. Ok các bạn thấy không, đã xong. Thì các bạn bỏ miếng giấy để cho nó bớt dầu ha. Nhưng mà chiên kiểu vậy, nướng kiểu vậy đó là hầu như là
không có dầu mấy chứ, cái này cũng không phải là nó hút dầu dữ lắm. Mình mang đi nướng nhưng mà mình cũng có bỏ một chút xíu dầu ha. Các bạn thì có tỏi, ớt, chanh ha, garlic, chili, lime, sugar and fish sauce. Okay. Nó mình bỏ, bây giờ bỏ chanh vô, lime. Cùng ăn nhé. Đấy. Mình cùng nhau ăn nhé các bạn nhé. This is my vegan meal. Let's eat together. Okay. Đây mình bỏ một chút xíu mỡ hành lên cơm. And nước mắm. Nước mắm chan lên đây luôn. Để nước mắm mình cũng chan lên cơm một chút xíu luôn nhé. Đấy. Okay, mình cùng mời các bạn nhé. Wow. Cái mỡ hành rất là thơm. Rồi mình nướng nó cả vậy, nó có cái mùi cháy cháy, rồi mùi nó nghe mùi giống như là mình nướng than vậy đó các bạn. Dù là mình bỏ trên chảo nhé, mình bỏ trên chảo rồi nó có một chút xíu cái mùi cháy cháy, nó y chang giống như là mình nướng than vậy đó. Thơm, thiệt là thơm. Nước mắm của mình nó chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn. The green onion that I fry like that is fast, but it still tastes very good. And the way I grill them, it tastes smoky, very, very delicious. Rất là ngon các bạn. Nhanh gọn lẹ mà ngon nữa. Hấp trước cho sơ sơ ha, rồi xong mình nướng sơ sơ. Nó cháy cháy, nó thơm thơm mùi cháy cháy, thơm mùi hành phi, rồi nước mắm chua chua ngọt ngọt. Ba cháy. Wow. So good. Simple, fast and delicious and healthy. Mình ăn cũng vậy cũng làm tốt cho cái sức khỏe ha các bạn ha. Dù là thật ra là cái món này nếu mà các bạn mà chiên mà không làm giống như mình mà bỏ vào trong microwave trước á, là nó sẽ hút dầu rất là nhiều. Wow. So long. Con dài dữ rồi ta.
cảm ơn các bạn rất rất là nhiều. Mình xin chào tạm biệt. Chúc các bạn lúc nào cũng khỏe mạnh, vui vẻ, trẻ đẹp. Thank you my friend. Wish you all the best. Love you.